chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời tiết du lịch ngày 18 tháng 5 của kênh VTC14. Do tác động của khối không khí mát ở trên lục địa Trung Quốc di chuyển xuống nước ta, mang theo một dãy mây dông đã giúp cho tình hình nắng nóng ở miền Bắc bớt gay gắt hơn. Và nền nhiệt độ giảm từ 3 đến 4 độ C, song vẫn còn ở mức cao và nóng. Đến chiều tối thì mây và những cơn mưa dông tuy có lượng không quá lớn nhưng đã làm giảm nhiệt bầu không khí oi nóng buổi trưa. Còn các tỉnh thuộc khu vực miền Trung, diện nóng vẫn tiếp tục duy trì ở trên khu vực từ Thanh Hóa cho đến Phú Yên, nên nhiệt độ phổ biến ở ngưỡng là từ 36 đến 38 độ C. Có nơi thì nhiệt độ có thể lên đến ngưỡng là từ 38 đến 39 độ. Các tỉnh Nam Bộ thì vẫn duy trì nắng nóng nhẹ vào buổi trưa và đến đầu giờ chiều. Đến cuối giờ chiều thì mưa rào và dông sẽ xảy ra rải rác, giúp không khí dễ chịu hơn về tối và đêm. Như vậy có thể nói hiện nay, thời tiết thuận lợi nhất cho du lịch chính là các vùng biển, từ Nha Trang kéo dài cho đến Vũng Tàu. Sau đây mời quý vị tham khảo thêm tình hình thời tiết ở một số khu vực khác. Do vùng áp thấp nóng phía Tây đang suy yếu, cùng với đó thì mưa dông còn xuất hiện nhiều trong đêm nay. Sang ngày mai thì vùng áp thấp phía Tây sẽ mở rộng sang, nên tình hình nắng nóng ở trên khu vực Tây Bắc sẽ quay trở lại, thời tiết oi bức và ngột ngạt. Một số nơi thì vẫn có nền nhiệt dễ chịu như là ở tại Sapa, Tam Đảo với nền nhiệt độ cao nhất chỉ từ 27 đến 30 độ. Ở khu vực Đông Bắc trong đêm nay và ngày mai thì mưa sẽ giảm dần. Trời chỉ còn có mưa nhỏ vài nơi, thời tiết còn tương đối dễ chịu, khá thuận lợi cho tham quan du lịch do những cơn mưa đem theo lượng ẩm đáng kể trong ngày hôm qua. Nắng nóng cũng chỉ còn xuất hiện cục bộ ở vài nơi. Ở tại Hà Giang thì nhiệt độ là từ 25 đến 36 độ và độ ẩm là 80%. Ở Hạ Long thì nhiệt độ là từ 26 cho đến 34 độ, độ ẩm là 70%. Còn ở khu vực Hải Phòng thì nhiệt độ là từ 28 đến 34 độ. Khu vực miền Trung ở phía Bắc đèo Hải Vân thì trời ít mưa, duy trì nắng nóng trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở đây là từ 37 đến 38 độ và thậm chí có nơi lên tới 39 độ. Dự báo đợt nắng nóng còn kéo dài từ 1 đến 2 ngày nữa. Ở tại Sầm Sơn thì nhiệt độ là từ 26 cho đến 37 độ. Ở Phong Nha, Kẻ Bàng nhiệt độ là từ 28 đến 38 độ. Còn ở tại Huế nhiệt độ là từ 26 đến 38 độ và độ ẩm là từ 50 đến 55%. Khu vực miền Trung ở phía Nam đèo Hải Vân thì nắng nóng vẫn còn chi phối các tỉnh phía Bắc khu vực như là ở tại thành phố Đà Nẵng hay là ở tại Quảng Nam, Quảng Ngãi trong 1 đến 2 ngày nữa. Chiều tối sẽ có mưa rào và dông vài nơi. Ở tại Đà Nẵng thì nhiệt độ là từ 26 đến 35 độ. Ở Hội An thì nhiệt độ là từ 25 đến 36 độ. Còn ở khu vực Bà Nà thì nhiệt độ là từ 25 đến 35 độ, độ ẩm là 65%. Khu vực du lịch biển phía Nam Trung Bộ từ Nha Trang trở vào thì thời tiết cũng tương đối ổn định, trời nắng nhiều và tạnh ráo, nhiệt độ nước biển ổn định và ấm, sóng biển tiếp tục duy trì ở mức thấp, do vậy mà sẽ rất thuận lợi cho du khách tắm biển cũng như là du lịch bằng thuyền để khám phá các huyện đảo. Ở tại Nha Trang thì nhiệt độ là từ 27 đến 33 độ, độ ẩm là 60%. Ở tại Mũi Né thì nhiệt độ là từ 26 đến 33 độ, còn ở tại Vũng Tàu thì nhiệt độ là từ 27 cho đến 33 độ. Ở khu vực Tây Nguyên trong đêm nay và chiều tối mai thì mưa và dông cũng được dự báo là xuất hiện rải rác trên khu vực, có nơi có mưa với lượng khá. Mưa nhiều những khu vực đồi dốc cao dễ gây ra trơn trượt và sạt lở đất, do vậy trong quá trình di chuyển và tham quan thì du khách cũng cần hết sức chú ý. Ở tại Pleiku nhiệt độ là từ 23 đến 33 độ, ở tại Buôn Ma Thuột thì nhiệt độ là từ 22 đến 33 độ, còn ở tại Đà Lạt thì nhiệt độ chỉ là từ 18 đến 25 độ. Khu vực Nam Bộ vẫn duy trì nắng nóng vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Khoảng từ 15 đến 16 giờ trở đi thì những khối mây dông trên biển phát triển mạnh và theo gió Tây Nam đi vào đất liền gây mưa rào và dông rải rác tập trung ở các khu vực ven biển dọc theo biên giới Tây Nam, nên nhiệt độ cao nhất là từ 34 đến 36 độ. Du lịch biển đảo Phú Quốc, Côn Đảo thời tiết chuyển xấu về chiều, có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có thể kèm theo lốc xoáy và có gió giật mạnh. Do vậy mà các phương tiện chuyên chở khách du lịch cũng cần hết sức chú ý. Ở tại Côn Đảo thì nhiệt độ là từ 26 đến 32 độ, độ ẩm là 70%. Còn ở tại Phú Quốc thì nhiệt độ là từ 27 đến 33 độ. Thưa quý vị, để nhận thông tin thời tiết các vùng trên cả nước, quý vị hãy nhắn tin theo cú pháp DKSTT dấu cách mã vùng gửi 8030 dành cho thuê bao Việt theo hoặc DKSTT dấu cách mã vùng gửi 8930 dành cho thuê bao mobile phone miễn phí đăng ký. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin dự báo thời tiết và du lịch của kênh VTC14. Xin kính chào tạm biệt.